trưởng thành cho các con học sinh lớp 12 là dịp để chúng ta ghi nhận những bước trưởng thành trong quá trình rèn luyện của các con học sinh trong năm học vừa qua. Đây cũng là dịp để chúng tôi, những bậc phụ huynh, có dịp tri ân tới quý thầy cô giáo. Kính thưa ban phụ huynh, kính thưa ban giám hiệu, quý thầy cô giáo, qua 3 năm rèn luyện, tu dưỡng tại trường, chúng tôi càng cảm phục hơn các thầy cô nhà trường không chỉ trang bị kiến thức mà còn trang bị về kỹ năng sống, cách rèn luyện tính nết, nhân phẩm cho học sinh. Tôi rất vui mừng khi thấy đứa con của mình tính nết đã chững chạc hẳn so với những lúc trước khi học trường. Cháu rất vui vẻ, tự tin và đặc biệt là cháu đã biết tự lập, giúp đỡ, chia sẻ với mọi người khó khăn trong cuộc sống. Các cháu đã thật sự trưởng thành cả về đạo đức lẫn tri thức. Đây chính là công lao to lớn của thầy cô. Cho phép tôi được đại diện cho các bậc phụ huynh được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các quý thầy cô giáo trong ban giám hiệu nhà trường và các thầy cô trong hội đồng sư phạm của nhà trường. Và đặc biệt, không thể không nhắc đến cô Trương Thị Thảo, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A. Bằng tấm lòng yêu thương chân thành đối với các con, sự nhiệt tình, lòng yêu nghề đã thuyết phục chúng tôi qua cách dạy bảo, quan tâm, chăm sóc các con hàng ngày như những đứa con mà cô yêu quý nhất. Hơn thế nữa, cách học và học tập của các con ngày càng tiến bộ, đồng thời đạo đức, tính cách của các con ngày càng hoàn thiện hơn. Xin được bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với cô, trân trọng cảm ơn cô, kính chúc cô luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Các con học sinh lớp 12 yêu quý, sự trưởng thành của các con cũng không phải chỉ thông qua buổi lễ này, mà đánh dấu sự trưởng thành trong các con chính là qua nhân cách, qua nhận thức, sự nỗ lực, cố gắng học tập để đạt kết quả học tập như ngày hôm nay của các con và được thể hiện qua các kỳ thi sắp tới.